Yeah, hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình và mình là Carrot Day. Thì hôm nay á, mình rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã giúp cho video sinh tồn của mình đạt 50 like một cách sớm nhất. Là sao? Mỗi lần chúng ta phải chờ một khoảng thời gian khá là lâu, có thể là 2-3 ngày gì đó để có thể đạt được 50 like. Nhưng mà hôm nay video sinh tồn của mình chỉ cần một ngày thôi, nghĩa là mình vừa mới đăng xong là ngày hôm sau là đủ 50 like luôn. Là ngày hôm nay á, nghĩa là trong tối đó là mình thấy là video 40 mấy like luôn. Rồi sáng dậy mình thấy video này 48 like và bây giờ là 50 like. Wow, thật sự rất là nhanh. Rất cảm ơn các bạn luôn. Thì ok, trước khi bắt đầu video này, nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. À quên nữa, nhắc đến vụ subscribe. Thì kênh của mình đã đạt được 6.000 subscribe rồi. Thì các bạn cứ hỏi là anh có dự tính làm trả lời câu hỏi hay không. Thì cái đó để mình xem lại cái đã. Tại mình thấy đạt 6.000 subscribe cũng khá là nhanh đó. Thì mình thấy là khá là vui luôn thực sự. Nên thành ra là chắc mình sẽ có trả lời câu hỏi. Thì ok, thì các bạn hãy giúp cho video này cũng đạt được 50 like nha các bạn. Thì đây là tập 9 của Minecraft Survival. Các bạn hãy giúp cho video này đạt 50 like để sớm có tập 10 nha. Ủa, mới đây là có tập 10 rồi. Mới đây là tập 10 rồi đó. Thì ok, chúng ta bắt đầu video này nào. Let's go. Bạn thì cũng có nhiều bạn comment là ok ít thôi. Nhưng mà không hiểu sao là mình cứ mỗi lần mình quay video mình cứ ok hoài đậu xanh. Thật sự cái câu đó như ăn vào tâm trí luôn. Mình không biết con cá đang làm cái quái gì, không hiểu luôn các bạn. Đây các bạn nhìn nè. What? Đây đẻ trứng à? Ui gì vậy, cá con cũng bị luôn kìa. Mấy cá này bị gì vậy các bạn? Các bạn nào các bạn biết các bạn comment nha. Thì đây, hôm nay mình sẽ cho các bạn tham quan nhà mới của mình. Mình đã nâng cấp cái vườn này lên và bây giờ cái vườn này có tất cả là ba hàng nó dài cực kỳ. Và chúng ta có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Còn đằng kia là cái nhà, cái trang trại chăn nuôi, cái nhà chăn nuôi các kiểu. Thì trong chỗ này thì do là mình lỡ tay sạch mấy cái, mình lỡ lột gỗ ở ngay cái khúc bên đây nè. Xong rồi sau đó mình thấy là ủi sao xấu thế. Mình làm biến lấy gỗ quá, mình làm cái phật một phát. Rồi xong, gỗ ở đây là coi như là lột sạch luôn. Wow, hay lắm cài. Rồi, thì đây chính là cái vườn của mình. Và cái này không có gì đặc biệt. Rồi thì chúng ta không có gì đặc biệt với những thứ này. Và cái nhà ở dưới đây của mình đã gỡ bỏ rồi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ lấy thêm cái này nữa thôi là xong luôn rồi đó. Xong rồi mình sẽ cho các bạn đi tham quan. Sau đó mình sẽ xuống địa ngục nha. Thì mình sẽ nói cho các bạn nghe một số vấn đề. À, nói riết bị liệu. Đây chính là cái nhà nuôi ong của mình. Đây các bạn, đó. Đây các bạn. Đây, chúng ta trong đây chúng ta trồng khá là nhiều hoa, hoa cỏ các kiểu. Ở đây chúng ta có thêm một bông hoa ở đây nữa. Thì tổ ong ở đây là mình có tất cả là 5 cái. Và 5 cái này nó đã kiểu như là bị đầy rồi, mật rồi. Thì để khi nào rảnh mình sẽ lấy mật rồi. Thì đây chính là căn nhà của mình nè các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta đã có được một căn nhà rồi. Nhưng mà thật ra cả nhà này cũng không có cửa. Không sao cả, các bạn nhìn nó vẫn đẹp rồi đúng không? Rồi, thì mình đã chia rương ra khá là tỉ mỉ luôn các bạn. Đây là block. Thì những cái block đó mình sẽ để ở đây. Còn ở đây là công cụ và vũ khí. Những công cụ và vũ khí mình để ở đây. Rồi còn đây là khoáng sản mình sẽ để ở đây. Còn những cái như là mầm cây hoặc hoa mình sẽ để đây. Còn cái nào mà riêng về vật phẩm á, thì mình cũng không có biết là mình nên phân thế nào nữa. Thì mình sẽ để đây nè, đó. Còn nguyên liệu thì là những cái thứ giống vậy nè, chế tạo đồ sách rồi các kiểu, rồi làm các kiểu là nguyên liệu á, mình sẽ để đây. Rồi còn cái này là thực phẩm, là bao gồm trái cây, đồ ăn, thức uống á, tức là thức ăn là đều được cho vào đây, miễn là ăn được hoặc là có thể làm được là đồ ăn, hoặc là có thể chế tạo đồ ăn á, thì bỏ vô đây nha. Rồi thì đây là hạt giống thì mình sẽ để đây đó. Mình đã phân cực kỳ tỉ mỉ luôn. Thì ôi đúng rồi ha, mình quên nữa. Mình sẽ lấy một ít mình có rồi mà ta. Mình sẽ lấy một ít đồ để mình nướng cái này lên. Hôm tập hôm nay á, như mình đã hứa mình sẽ xuống địa ngục nha các bạn. Rồi thì có vẻ như là các bạn rất là trông chờ mình xuống địa ngục. Bởi vì các bạn chưa biết là thực chất là mình vẫn chưa cập nhật được cái phiên bản địa ngục nha các bạn. Các bạn kêu là địa ngục phần này rất là ở phiên bản 1.16, 1.15 gì đó rất là thú vị. Nhưng mình rất tiếc phải thông báo rằng cho các bạn là mình vẫn chưa cập nhật được địa ngục lên. Các bạn, mình biết là các bạn rất là hụt hẫng do sau khi nghe được câu đó.
Nhưng mình rất là xin lỗi, nhưng thật sự mình không thể nào cập nhật địa ngục ở trong phiên bản này. Bởi vì Minecraft mình của mình á là mua thuộc bản chính thức, nên thành ra là mình muốn chơi bản beta không được đâu nha các bạn. Nên mình chỉ có thể chơi bản chính thức thôi. Thì mình rất là xin lỗi các bạn, cái máy của mình nó CDA quá, nó không có bắt kịp strength của các bạn, nên ra là thông cảm. Bây giờ mình sẽ đợi một tí để cho cái này nó nướng xong, cái lò này nó nung xong hết cái đống cá này cái đã. À đúng rồi, mình bỏ thêm cái này vô cái. Các bạn, mà trong lúc mình trước khi mà mình bắt đầu quay video nè, mình có chơi Minecraft một tí. Thì mình chơi là mình đã câu cá, mình đã câu được một cái cần câu là sửa chữa và một cái cung vô hạn và sức mạnh 3. Wow, thực sự cái này nó thực sự rất là thú vị luôn các bạn. Mình đang định tính số địa ngục thì được cái cung này. Thì mình không thể nào mà câu được cái cần câu lúc kia of shear. Thì thực sự luôn á, không thể nào câu được luôn các bạn. Khó khăn vãi thật sự. Thì mình đã có được một cái bàn enchant rồi. Và hiện tại mình chưa có một cái tủ sách nào cả. Mình đang cố gắng thu thập sách để có tủ sách. Thì mình đã lấy lại được kim cương này nha các bạn. Thực sự cái đống kim cương thì không phải là do mình đào được đâu. Có thanh niên nào á vô map mình cái lấy kim cương, cái xong đó là thanh niên đó vô map lại và trả kim cương cho mình, nên hình ra là mình đã có kim cương trở lại. Rồi, thì bây giờ việc của chúng ta là sẽ đi xuống địa ngục nha các bạn. Rồi thì mình sẽ lấy cái cung này ra. Và này nữa. Rồi thì mình sẽ ghép cái này lại. Các bạn nhìn nè, kinh nghiệm mình rất là nhiều luôn. Mình có một cái máy farm kinh nghiệm và một cái máy farm gì đó. Rồi, sức mạnh vô hạn. Rồi ok các bạn. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái ít cung thôi, khoảng 40 cây cung luôn cho rồi, cho nó lẹ. Rồi các bạn, đó, chúng ta đã gần xong rồi. Bây giờ việc còn lại chúng ta là để cái đống này ở nhà cho nó nung thôi. Có mà không xài, xài có làm gì đúng không? Rồi, yeah, chích, chưa. Cổng địa ngục nè, đó, cổng địa ngục. Chúng ta đã tạo được một cái cổng địa ngục và từ từ đã nào, chúng ta sẽ xem lại một số thứ mình sẽ mang theo thật nhiều đồ ăn nha các bạn. Đây, đồ ăn rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ là sẽ đi xuống địa ngục. À mà khoan, chúng ta cần phải mặc cái bộ giáp này vô. Đó, thì đây mình sẽ mặc giáp vô nha các bạn. Ui chết rồi, lộn rồi. Đây, đó, xong. Bây giờ mình đã mặc giáp vô rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống địa ngục nha. Let's go. Rồi, đang xây địa hình. Chắc không lâu quá lắm đâu các bạn. Trời, sao nó xoay dữ vậy? Trời, chóng mặt thế. Rồi xuống rồi nè, xuống rồi. Nani, Nani, sao kỳ vậy? Oh, mình được thành tựu rồi nè các bạn, thành tựu into the Nether. Oh hello, Ohio. Ok, mình đã có được cái mình đã dí được con gác đầu tiên khi ngay khi vừa xuống địa ngục. Và mình nghĩ là mình sẽ dí luôn con này. Rồi, có nước mắt không? Không có các bạn ơi. Có không? Hình như là không. Nhưng mà cái địa ngục này nó chưa cập nhật gì hết nha các bạn. Mình lưu ý là lần cuối là đây là địa ngục chưa hề cập nhật nha. Tại do đây là một cái phiên bản chính thức, và phiên bản chính thức thì nó chưa cập nhật cái địa ngục này, nên thành ra là bạn nào mà quá trông chờ vào cái video khám phá địa ngục thì mình rất xin lỗi, vì mình vẫn chưa cập nhật được địa ngục. Nhìn địa ngục này vẫn chưa có gì đặc biệt ha. Không biết khi cập nhật lên nó sẽ ra sao nhỉ. Khi nào mà nó cập nhật á, mình sẽ làm một video sinh tồn và kiểu như là mình sẽ đi khám phá lại địa ngục á các bạn. Kiểu các bạn cứ hiểu như là mình sẽ khám phá lại địa ngục, nghĩa là khám phá địa ngục mới á. Ui. À không, mình tưởng đâu là nước mắt của con gas. À về đó không phải. À đây rồi, bé gas của chúng ta. Ui, quê, cái gì vậy? Ơ, nó nỉ.
Chết rồi. Thôi toan dòm dao à. Toan thật rồi. Toan thật rồi. Ui nước mắt của con gas kìa các bạn. Ui được nè. Ui mình đã có nước mắt của con gas rồi. Ủa hình như mình nhớ là có một cái thành tựu gì đó kêu là mình sẽ kiếm nước mắt của con gas đúng không? Ừ đúng rồi, có một cái thành tựu như vậy á. Nhưng mà thực sự mình cũng đâu để mình xem là cái thành tựu đó xem. Đây nè, ủa khoan, thành tựu nó vẫn chưa cập nhật luôn nè các bạn. Từ từ các bạn, để mình xem một tí rồi mình sẽ coi thành tựu cập nhật sao. À mà đúng rồi, mình sẽ đi tìm pháo đài Nether nha các bạn. Chứ hiện tại là mình cũng cần chế tạo thuốc các kiểu nên mình phải xuống pháo đài Nether. À đây rồi, ở đây chúng ta có một ít đồ nè. Đó. Đây. Easy như một trò đùa. Dạ. Thề luôn các bạn, cái Nether Crack này nó đào cực nhanh luôn. Kiểu. Ui. Ui. Pháo đài Nether. Phải không? Ủa sao con Skeleton Wither Skeleton đây vậy? Ui có con Wither nè. Ui đừng lại gần tao. Con này nguy hiểm lắm. Ui pháo đài Nether. What? What? Nani? Ui tìm được pháo đài Nether luôn này các bạn. Ui ghê thế. Ngay từ cái lần đầu tiên mà xuống địa ngục mà đã tìm được pháo đài Nether luôn. Ui căng thế. Các bạn ơi, mình tìm được pháo đài Nether luôn rồi nè. Ngay từ lần đầu xuống địa ngục luôn. Ui. Ui. Ok, cái này chắc là do các bạn rồi. Các bạn ủng hộ mình mới có động lực tìm pháo đài Nether. Ui con này là con gì ta? Con Clay. Phải không? Đây rồi, chúng ta đã có thêm một cái gì nhỉ? Một cái que quỷ lửa. Một cái que quỷ lửa. Ui, sao cái này lava nhiều thế? Ui, lava cực nhiều luôn. Cái là xác định cuộc đời luôn á. Ui. Intro. Intro crop gì đó. Ok các bạn. Đây. Các bạn ơi, mình đã được thêm một thành tựu nữa rồi. Dạ. Trời, mình sợ bắn trúng cái con này là con que quỷ lửa, là con Clay phải không? Con không phải, mình sợ bắn trúng con Big Man các bạn. Đậu xanh mình không có sợ mà. Kiểu như là mình ghét cái khả năng hội đồng của nó lắm các bạn. Mình mà làm gì mà không ổn là nó đập mình hội đồng sắp mặt luôn á. Mình thề các bạn luôn, mình có cây cung này. Ui. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Yeah. Đây hả? Gì vậy má? Gì vậy má? No. No. Ok. Ui. Gì vậy? Ui. Ủa khoan phải không? Nè. Ui. Đầu lâu con hồ khô héo nè các bạn. Ui lãng quạng tập 11, 12 gì đó là mình có thể kiếm. Mình có thể tiêu diệt Wither luôn á các bạn. Ui đậu xanh. Ui. Đầu lâu khô héo. Ôi ơi. Trời ơi, số hên thế. Số đỏ rồi các bạn ơi. Trung nhiều về những con Wither. À, những con mod ở dưới Nether. Mình khi mình vừa xuống đây nè, là mình được một thành tựu là info gì đó. Sau đó là từ từ các bạn, mình cần phải xem kiểm tra lại cái danh sách thành tựu. Đây, into the Nether. Là xuống địa ngục á. Nhưng mà tạo cổng cái cổng Nether xuống địa ngục. Rồi cái thành tựu thứ hai mà mình nghĩ là mình sẽ có đó là thành tựu gì đó. Đây có, đây có thành tựu nè. Spawn Wither là sao? À chứ không phải đâu, mình nghĩ mình nhìn nhầm. Kệ nó đi. À mà khoan, từ từ có một hay một cái thành tựu. À đây rồi nè, thành tựu intro file nè. Rồi từ từ, hình như là có thành tựu gì liên quan đến nước mắt của con gas các bạn ơi. Mình cần kiểm tra thành tựu đó. Đây,
Detroit Agat. À, mình hãy đánh bật là quả bóng của con Agat. Ok. Mình sẽ đi ra ngoài. Ủa cái gì đấy? Mình sẽ đi ra ngoài cái chỗ này để mình làm cái hành tụ đó nha. What? Nó không thấy mình à? Shit. Oh fuck man. Bắn thêm cái nữa. Ui kìa. Sao mình giọng là quả cầu của nó rồi mà. Ui đấy. Thành tựu. Có ai nào dịch chuyển lên đây không ta? Nghi ngờ lắm nha các bạn. Mà đã được thành tựu đó chưa nhờ? Đánh bật là bóng con gát mà giết lượt luôn gát luôn rồi kìa. Rồi, để xem. Mình nghĩ là mình cần một cái chest các bạn ơi. Ở đây không có cái chest nào cả. Ôi, được rồi nè các bạn. Return to Seater hả? Return to Seater. Ok, thì cứ đọc đọc là vậy đi ha. Để xem. Gì đây? Holy. Thôi khỏi lên. Ơi, thôi chết rồi. Ôi chưa chết. Ôi, chỗ này còn được các bạn. Chỗ này còn có búa địa ngục. Ui, ngon. Ui, chúng ta còn cơ hội, đừng lo. Chưa hẳn cái gì 30 chưa phải là Tết nên thành ra chúng ta chưa hết cơ hội. Các bạn thấy không? Chúng ta còn búa địa ngục luôn nè. Rồi mình sẽ lấy một ít cát linh hồn về để mình nhà về nhà mình trồng nha các bạn. Mình lấy ít cát linh hồn thôi, không cần lấy nhiều. À mà sẵn mình lấy luôn cho cái đợt mà giống như là khi nào mà mình lấy để khi nào mà để mình tạo ra con quy tờ để mình còn không phải xuống địa ngục nhiều. Chắc nhiều khi mình phải xuống địa ngục à. Hoặc là mình có thể ui. Xém tí là ngụm. À đúng rồi ha. Mình phải lên trên kia mình coi có cái rương kho báu nào, không lẽ giờ mình xuống đây mình mang về tay trắng. Ơ. Vậy thôi à. Ui. Vậy. Chỉ vậy thôi á. Ây à. Chỉ vậy thôi à. Hồi toàn rồi. Lava không. Thôi bỏ đi. Chỗ này không có hy vọng nữa rồi các bạn ơi. Hy vọng đã bị dập tắt. Rồi tóm lại là bây giờ mình đang cần một cái chỗ. Không lẽ cái chỗ này không có một cái rương nào hết cả. Vô lý thật. Đâu rồi bây giờ đường nào về nhỉ? À đây. Mà thôi bây giờ mình cứ về nhà cái đã. Mình sẽ tính sau về những chuyện khác. Các bạn ơi, mình tưởng là mình lạc không rồi chứ. Đậu xanh các bạn, thề luôn. Ui cái gì vậy? Tưởng đâu mình lên đường luôn rồi đó. Ai dè đâu. Cái chỗ đó nó cũng hơi bị xa mình tí xíu thôi chứ không có xa lắm. Thì mình đã tìm được đường xuống. Mình đã tìm được đường. Đây, bây giờ mình sẽ về nhà. Rồi, đang xây địa hình. Về nhà. Về nhà rồi các bạn ơi. Ok, thì nếu các bạn thấy video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy để lại cho một like, share video. Đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và các bạn đừng quên ấn vào nút subscribe và ấn vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới từ kênh của mình. Và nếu bạn nào mà ủng hộ mình hơn nữa, các bạn hãy like fanpage và theo dõi fanpage. Và bạn nào mà kiểu như là các bạn hãy giúp cho video này đạt được 50 like á. Rồi ok, chúng ta bắt kết thúc video tại đây nha các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye.